hôm nay công ty Thế giới Mạc vật sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh máy Acoc IX4-350. Thì để tiến hành vệ sinh máy Acoc IX4-350, các bạn có thể dùng cồn 90 độ. Thì kèm với nó là dùng bông gòn. Rồi mình bắt đầu tiến hành vệ sinh. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Rồi. Các bạn có thể nếu mà cái cần gạt này đóng thì các bạn có thể mở lên, bật lên. Rồi, các bạn phải xác định đây là cái cùng đầu in là cùng này. Dưới này nó có đầu in rất là nhỏ ở dưới này. Thì đó là cái điểm mình cần vệ sinh. Lấy một ít bông gòn. Tập một lượng cồn vừa đủ. Rồi, các bạn bỏ dưới này, các bạn vệ sinh, lau sạch cái đầu in. Rồi các bạn lưu ý là lúc vệ sinh các bạn chỉ kéo qua một lần. Nếu mà muốn kéo lại thì các bạn lật cái mặt khác để kéo nhé. Đó, lau sạch lúc nào mình thấy cái bông gòn của mình trắng thì thôi. Bông gòn của mình trắng là nghĩa là đã sạch. Với lại các bạn lưu ý là lúc mà vệ sinh đầu in thì tay có măng nhện hay là những cái vật nhọn hay gì đó tránh tác động tới đầu in làm nó xước. Với lại thứ hai là mình vệ sinh luôn cái trục ruler là trục đen này, trục cao su đen này. Đây là trục ruler của máy. Mình lau sạch cái trục này. Tại vì là đây là trục ruler nó cũng tác động trực tiếp tới đầu in. Đó là mình vừa hướng dẫn các bạn vệ sinh đầu in của máy Acoc IX4. Để đảm bảo đầu in được sử dụng bền lâu thì không chỉ việc vệ sinh mà các bạn sử dụng giấy mực đảm bảo chất lượng, đó cũng là một điều rất là quan trọng. Mọi thắc mắc về vấn đề vệ sinh đầu in hoặc là về máy cần hỗ trợ kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế giới Mạc vật để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn.